Đội hình ra sân của Thành phố Hồ Chí Minh gồm có số 5 truyền 2 Lương Quỳnh, số 8 chủ công Thạch Thị Sâm, số 10 phụ công Nhã Phương, số 6 chủ công Trần Thị Cẩm Tú, số 14 chủ công Trương Mộng Kha và số 15 phụ công Lữ Thị Phương. Huấn luyện viên trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh đó là huấn luyện viên Trần Thị Hiền. Và đội hình ra sân của Thanh Hóa gồm có số 10 truyền 2 Lê Thị Dung, số 16 truyền 2 Lê Thị Dung, số 10 chủ công Hoàng Thị Thảo, số 7 phụ công Bùi Thị Nga, số 17 chủ công Lê Thị Lan đội trưởng, số 9 chủ công Nguyễn Thị Hồng Ngọc và số 4 phụ công Lê Thị Hạnh. Huấn luyện viên trưởng của Thanh Hóa là huấn luyện viên Vũ Thị Hoa. Và Thanh Hóa đăng ký một libero, đó là libero số 20 Phạm Thị Thúy. Điều khiển trận đấu giữa Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh là tổ trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trọng tài thứ nhất là bà Nguyễn Thị Thúy Hà và trọng tài thứ hai đó là ông Phạm Duy Khánh. Đã có điểm cho các cô gái Thành phố Hồ Chí Minh và đó là pha ghi điểm của chủ công số 8 Thạch Thị Sâm. Và năm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu rất lớn sẽ giành quyền lên chơi ở sân chơi vô địch quốc gia. Đã có thêm một điểm nữa cho Thành phố Hồ Chí Minh 3-0. Đó là pha ghi điểm của Mộng Kha. Trong đội hình của Thành phố Hồ Chí Minh thì Cẩm Tú có lẽ là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất và cũng là nhân tố được chú ý nhất. Cẩm Tú ở mùa giải vô địch quốc gia vừa qua thì cô thi đấu cho Ninh Bình Doveco. Điểm cho Thanh Hóa 3-7. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh đó là Thạch Thị Sâm, 13 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Của chuyền 2 bên phía Thành phố Hồ Chí Minh nhưng Lữ Thị Phương đã biết cách sửa sai cho đồng đội và mang về thêm một điểm nữa cho Thành phố Hồ Chí Minh. 18-8, bây giờ thì cách biệt giữa hai đội đã là 10 điểm. Và phát bóng của Thạch Thị Sâm rất tốt. Thêm một điểm nữa cho Thanh Hóa, 17-24. Và như vậy là Thành phố Hồ Chí Minh là đội giành phần thắng ở trong set đấu đầu tiên với tỷ số là 25-17. Chắn bóng tốt. Lần này thì Thanh Hóa đã có tình huống chắn bóng hay, tình huống chắn bóng ở vị trí số 4 của các cô gái Thanh Hóa. Điểm 4-5. Và bây giờ là 5 đều. Thêm một tình huống đánh bóng thành công nữa của Hoàng Thị Thảo, 7-6 cho Thanh Hóa. Phát bóng ăn điểm ngay. Nhưng ở trong set đấu thứ hai thì hai đội đang chơi giằng co hơn. Lê Thị Dung và Hồng Ngọc. Một tình huống sửa bóng cho các đồng đội của Hồng Ngọc. Hoàng Thị Thảo. Ngay sau khi uống một chút nước tăng lực thì Hoàng Thị Thảo đã mang về điểm số quyết định ở trong set đấu thứ hai cho các cô gái Thanh Hóa. Như vậy là Thanh Hóa là đội giành phần thắng ở set đấu thứ hai với tỷ số là 25-19. Tình huống phát bóng của Lê Thị Hạnh.
Thạch Thị Sâm. Rất tốt, bóng hướng thẳng đến vị trí của libero Phạm Thị Thùy. Libero Phạm Thị Thúy. Mười lăm mười sáu. Lê Thị Dung và Hoàng Thị Thảo nỗ lực cứu bóng của Mộng Kha, nhưng đó là một tình huống chuyền bóng thấp tay không tốt của đội trưởng bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là Thành phố Hồ Chí Minh, Lương Quỳnh và Cẩm Tú đã trở lại sân, và ngay lập tức thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có điểm 22 đều. Hồng Ngọc, Thạch Thị Sâm không thể thắng được các tay chắn của Thanh Hóa. Một tình huống chắn bóng với bộ đôi Lê Thị Dung và Lê Thị Lan. Hồng Ngọc, một tình huống đánh bóng trên chắn của Hồng Ngọc, và thêm một điểm nữa cho Thanh Hóa. Đó là lời ngợi khen của huấn luyện viên Vũ Thị Hoa cho chủ công mang áo số 9 của mình. Rất nhanh, 21-17, một tình huống phối hợp đánh nhanh ở vị trí số 3 của các cô gái Thanh Hóa. Pha xử lý của Cẩm Tú. Huấn luyện viên Vũ Thị Hòa và các học trò đang tiến rất gần đến tấm vé vào chơi ở vòng đấu bán kết. Lê Thị Dung chuyền cho ai? Thêm một điểm nữa cho Thanh Hóa, 24-19. Đó là một tình huống đánh hai chuyền của Lê Thị Dung. Bóng ra ngoài. Đó là bóng ra ngoài. Lữ Thị Phương đã đưa bóng đi ra ngoài. Và như vậy là Thanh Hóa đã có được chiến thắng chung cuộc trong trận đấu ngày hôm nay. Huấn luyện viên Vũ Thị Hòa và các cô gái Thanh Hóa đã lội ngược dòng thành công trước Thành phố Hồ Chí Minh. Họ để thua 17-25 ở set đầu tiên, nhưng đã giành chiến thắng ở cả 3 set đấu sau đó với các tỷ số lần lượt là 25-19, 25-23 và 25-21. Như vậy là Thanh Hóa là cái tên cuối cùng, cái tên thứ tư góp mặt ở vòng đấu bán kết của giải bóng chuyền nữ Cúp Cát Bà Amatina tại Hải Phòng.